Ok, xin chào mọi người nhớ. Thì hôm nay 2 tháng 9 mọi người có đi đâu chơi không? Mình sẽ chơi tiếp cái game Ngôi Nhà Im Lặng 2. Thôi chơi thôi. Bữa trước thì chơi đến phần 3 rồi, hôm nay mình chơi phần 4. Không biết phần 4 sẽ sao, bữa trước phần 3 thì mình bị đánh ngất và mình không biết câu chuyện tiếp theo như nào, thôi chơi nhá. Đây đây, đoạn này là bữa trước mình thoát ra và bây giờ nó tiếp tục của đoạn này. Bây giờ mình lấy cái đồng hồ thôi là sẽ bị đánh ngất đấy. Mình bị một nhân vật nào đó đánh ngất. Tua quản xiến sĩ, tân trơ Ok, tâm. giờ chúng ta phải làm gì đấy nhở? Có mấy cái tổ này. Chúng ta đang bị nhốt ở dưới, chắc mình nghĩ đây là cái tầng tầng hầm. Ông này ông gửi mã mõ cho mình thử nói chuyện với ông ấy xem nào. Ê, ông nói cái mẹ gì này? Nói gì vậy anh trai? Cái gì trời? À ông ấy nói nhưng mà hiện số 7294. 7294 là sao nhỉ? 7294, ở đây mình có 7 2 9 4. Ồ, 7294 thì chúng ta lấy được một một cái remote, một cái cần điều khiển. Một cái điều khiển. Ok, để làm gì nhỉ? Mình thử dừng nó xem nào. À, điều khiển cái móc. Thật là vãi trưởng. Ok, chắc chắn là móc cái bàn này rồi. Tôi sẽ móc cái bàn này. Đi ra đây một chút. Ê, vướng 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 xuống tí nữa. Ấy, móc được cái bàn. Nó có một cái hầm nữa. Chúng ta sẽ mở cái hầm này ra xem nào. Giờ tôi đã xuống hầm. Chúng ta đã xuống cái cống có những chú chuột. Bên này có gì không? Không leo lên lại được. Mình sẽ đi sang bên phải trước nhá. Bên phải có một căn phòng nhỏ thôi. Căn phòng này từ từ xem bên trái có gì không đã. Bên trái có một chú chó. Con chó nó không, nó cứ khác, nó không cho mình leo lên. Con chó mất dạy. Thôi, mình sẽ đi sang bên này xem nào. Mình vào căn phòng này xem. Ở căn phòng này thì chúng ta có một cái dàn máy tính. Cái gì đấy? Mình lấy được ở trong tủ một cái chụp X quang của một ai đó. Ok. Ngăn dưới có gì không? Ngăn dưới lấy được một cái chìa khóa và một cái thẻ làm việc của y tá với mã số 004278. Con nhỏ y tá mà. Tiếp đến là mình ở đây có một cái máy gì đó. Ở đây di chuyển được các cái này. Một cái máy gì đó, ok. Giải một câu đố nào đó, xếp thành hình hình xếp lại thành nhau sao hay sao nhỉ? Đây có hai tam giác rồi. Rồi thoát ra đã, từ từ. Đây có một cái máy tính. Bật lên xem nào. Ồ, nhập mật khẩu gì á. Đúng rồi, mình thử nhập nhập mã số của con bé này vào. 004278. 004278, ok, xem nào. 004278. Enter. Được 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 mọi người ơi. Nhưng bây giờ phải làm di chuyển nào. Enter phát nữa xem nào. Nó có một cái bức thư chữ khựa tiếp, chả hiểu gì.
ước gì mình có thể hiểu. Nói chung là mình không hiểu gì đó. Tiếp đến này, làm sao di chuyển sang trái phải? À đâu, đúng rồi, tắt numlock. Tắt numlock là chúng ta di chuyển enter sang đây này. Một cái video. Một cái video. Đủ ma một cái video ngoài cổng bệnh viện. Nó giải thích cả mình mà mất nét. Ở đây chúng ta có một cái gì đây, hồ sơ gì đây. Một cái hồ sơ gì đó và bắt nhập mật mã số tiếp. Ơ, mã số của con nhỏ rồi. Mất cái thẻ của y tá rồi. Chắc chỗ này là phải nhập hồ sơ bệnh án rồi. Nhập hồ sơ y tá xong là phải nhập hồ sơ bệnh án. Tức là cô y tá đấy sẽ chăm sóc cho một ai đó. Và chúng ta phải nhập được cái mã số của bệnh nhân thôi. Thoát ra đi rồi. Không có cái gì ở đây cả. Sang bên phải không có gì không? Bên phải này thì có một cái máy gì đó. Một cái máy gì đó mà mình không hiểu lắm. Hết pin. Một cái máy gì đó và cần pin các bạn ạ. Ở đây đi ra ngoài rồi. Còn gì nữa không nhỉ? Bên này thì có một cái tủ nước. À, phim. Ờ, mình vừa đặt cái tấm phim X-quang lên thì nó hiện ra số 155776. Chắc chắn đây là mã số bệnh nhân rồi. Mình sẽ quay trở lại. Đây, nhập vào đây 155776. 155776. Enter. Không được. Không phải mọi người ạ. Có sai con số gì nữa đâu nhờ. Từ từ mình thử nhập lại xem nào. 1557. Ê, tôi nhập sai rồi. 776. Enter. Không phải. Tôi có nhìn nhầm mã số gì không nhờ. 15776 thôi. 155 đâu ra sư. 15776. Enter. Ủa, nó hiện ra một cái bệnh án gì đó. 15776342 PS239 và SV665 là sao nhỉ? Thôi mình cứ lấy nó ra nhỉ. À, mình sẽ in được cái bệnh án này. Mình sẽ lấy nó. Ok. Chúng ta lấy được một cái bệnh án. À đây, cái biểu tượng hay. Biểu tượng bốn hình tam giác. Đúng rồi. Ngăn kéo này có một cái máy. Đây máy này. Đây cũng có bốn hình tam giác. Giờ làm nào để cho nó hiện ra giống cái biểu tượng này. Mình nghĩ là vậy. Ok, bây giờ xếp sao nhỉ. Từ từ. À, xếp vào với nhau thì chúng nó, những cái hình đè lên nhau thì nó sẽ biến mất. Đây, xếp sao ra hình. Ơ đây, có một cái hình giống này. Mẹ, khó nhờ. Xem nào. Ê đúng rồi. Sau khi xếp đúng thì chúng ta lấy được cái gì đây? Ba cái lọ thuốc. Tác dụng của nó là cái gì? Ok, lấy được ba lọ thuốc rồi. Mình lấy được 3 lọ thuốc. À, cái này để rửa. Rửa cái gì đấy. Mình có một cái tờ giấy. Mình sẽ cho vào đây. Cái tờ giấy không nhìn thấy gì cả. À đúng rồi. Đổ thuốc vào. Chắc là rửa phim quá à. Nước trước đã. Phải có nước. Không có nước thì làm sao mà được. Đúng rồi. Phải đổ. Tiếp đến là đổ thuốc vào. Đúng rồi. Ok. Ở đây chúng ta có 3, 4... 4 cái góc alpha, beta, xy, 60, 80, 20 và 100. Tác dụng là gì nhỉ? 4 cái góc. À, tọa độ chắc là cái máy này rồi. Đây, máy này có alpha, beta, xy đây rồi. Nhưng mà nó thiếu pin, giờ mình đi kiếm pin đã. Lấy pin ở đâu? Ở đây chúng ta có hai cái chìa khóa. Dùng chìa khóa để mở tủ. Ok, mở tủ. Ấy có ắc quy, có dây điện. Thật tuyệt vời. Ở trong tổ chúng ta sẽ
sẽ quay trở lại và lắp ắc quy vào đây, xây đầy điện. Còn dây điện lắp ở bên này. Ô. Ui ôi. Chúng ta lại đến với một cái trò hack não tiếp. Nối điện từ bên trái qua bên phải. Anh chàng sửa điện. Ui ôi, nó cho mình một cái dây mạng điện thế này, làm sao mà tôi giải được. Nhìn đã thấy. Giờ chúng ta sẽ phải đi từ trái qua phải để nối hai cái dây điện lại với nhau. Ok. Để xem nào, từ trái qua phải. Mình nghĩ rằng mình sẽ đi từ phải qua trái cho nó dễ nhỉ. Ở đây thì mình thử đi lên trên trước xem nào. Lên trên là không được rồi, đi xuống dưới thôi. Xuống dưới. Bạn nhìn nó thấy nhức đầu đấy. Xuống dưới xong sang ngang luôn. Ô, được không? Không được, xuống dưới tiếp. Lên trên. Càng không được. Xuống dưới, lại phải xuống dưới tiếp. Đây. Không được, sang bên này đi. Đây. Xuống dưới. Xuống dưới tiếp không được. Cái này lại đâm đầu đi sang ngang rồi. Đây. Đi sang bên này cho nào. Không được. Đây. Đây. Ui. Đã xuống dưới là phải xuống dưới miết luôn. Càng không được. Đây, 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 không được. Đây, 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 được không? Được không đây quý vị? Đây, đây. Ê. Đây, bên này. Được rồi, yes. Ủa, lại tiếp tục, lần này thì là hai nháy. Giết người à? Hai nháy này thì phải làm sao? Đây có một cái màu đỏ này. Đây là màu xanh này. Xuống dưới xem nào. Xuống dưới, lên trên. Đây, đây. Đây, lên trên, lên trên. Được rồi. Bây giờ sẽ phải nối dây điện. Đây. Đây, đây, đây. Đậu má, mới nối 2 giây xong, bây giờ nó bắt nối 3 giây. Mẹ. 3 giây thì nối kiểu chó gì? Giết người à? Từ từ bình tĩnh nào, cái gì cũng có cách giải quyết của nó. Mình sẽ bắt đầu từ dây bên trên trước đi. Đây, đây. Màu đỏ đây. Màu đỏ đây. Đây. Đây, hai cái này phải nối được vào với nhau. Mà cứ đi song song nhau không có điểm dừng hay sao mà được. Không được. Dây xanh bên kia là sai rồi. Dây xanh phải quay bên này thôi. Như thế này hả? Đây, 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 đây. Đây, được dây đỏ rồi. Còn cái dây này ở đây. Bên này lên trên. Đây, được rồi, được 2 giây rồi. Đây, đây. Mình phải làm là để có một cái nguồn cho nó. Phải có một cái dây để vào nguồn. Phải dựa vào mấy cái ba này. Không thể đi hướng khác được. Tôi cũng muốn đi hướng khác lắm. Như này chăng? Xuống dưới. Xuống dưới. Nắm thế thì lấy cái dây điện lắp vào đâu? Còn cái dây nguồn lắp vào đâu? Từ từ bình tĩnh. Mình sẽ hướng vào một cái dây nguồn vào đâu đó. Đây, nguồn chỗ này. Đây. Lắp vào dây nguồn rồi thì cũng không ăn thua mọi người ạ. Mình phải dựa vào hai cái
dây ngã ba kia thì mới được. Dựa vào hai cái ngay dây ngã ba nó. Ừ. Ô được rồi. Yeah. Ơi, giờ quay ra nhấn alpha beta nhỉ. Alpha và beta số bao nhiêu? 60 alpha, 60 beta, 80 x20 y100. Ok. Alpha là 60, beta là 40, x là 20, y100. Rồi làm gì nữa? Đây. Mình phải di chuyển cái này. Có pin, có dây điện rồi. Hoạt động đi xem nào. Chưa chạy. Má hàng xóm. Hàng xóm sửa nhà mọi người ơi. Thôi mình chưa nhanh không nào, ông ấy sửa. À đây, đúng rồi, mình đặt cái này vào đây. Đấy đúng rồi. Cho vào máy. Cho máy ra làm gì nữa. Ê, sao tôi bấm nó không hoạt động gì nhỉ. Quay ra xem là bị lỗi gì chăng. Ở đây hết rồi, hết tác dụng rồi. Còn cái gì nữa đâu. Chỉ còn mỗi chỗ này thôi à. Ê, hình như mình nhập, tôi nhập sai số thì phải, nên là nó không chạy à. Beta 80. Beta 80. Đúng, óc bò mà. Đây rồi. Chiu chiu chiu. Di chuyển vào. Bạn ơi. Một cái hạt cây đang nảy mầm. Chắc là bông hoa bất tử. Mình nghĩ đây là bông hoa bất tử. Mình sẽ lấy nó ra. Một cái, đấy là một cái nhị hoa. Cái nhị hoa này dùng để làm gì ta? Chắc là chỉ cho con chó nó ăn để mình có thể lên trên. Mình sẽ cho con chó ăn nhị hoa. Ở đây mình còn một cái chìa khóa nữa mà không biết để làm gì. Ăn đây con chó. Xin lỗi nhá. Tao có những cái hành động không hay lắm, xin lỗi mày nhá. Lên trên thôi. Ô, mình thoát được ra rồi này. Nhưng mà nó nói tiếng tàu không hiểu lắm. Nó nói gì á. Đấy cái thằng này. Mày thoát được ra rồi hả thằng chó. Nó nói gì nhở. Ok đăng. Tôi thoát được ra rồi và hết chương 4. Hết chương 4 rồi. Và nó không có phần tiếp theo. Không có chương 5. Ok, không có chương 5 mọi người ơi. Đấy, đến đoạn này là hết rồi, không có chương 5. Mẹ vãi trưởng thật. Chắc là phải đợi game update tiếp tục. Tại vì ở đây mình còn một cái chìa khóa nữa này, thấy không? Game này cũng mới ra nên là chắc phải đợi họ update thêm chương 5. Thế nhá, tạm biệt mọi người. Chúng ta cùng chờ đợi chương 5. Bye bye.